Sáng ngày 12 tháng 3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thủy, 52 tuổi, giám đốc, và Trần Văn Tuân, 45 tuổi, phó giám đốc, về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Lam Hồng và các đơn vị liên quan theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thanh Thủy và Trần Văn Tuân để thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình điều tra vụ án. Liên quan đến vụ việc, ngày 27 tháng 2 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố các bị can, gồm Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh Công ty Hồng Hà, Nguyễn Xuân Thiện, nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư BNT, Nguyễn Mạnh Hiếu, kỹ sư tư vấn thiết kế về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra xác minh các dấu hiệu sai phạm tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc mua sắm các trang thiết bị cho ngành giáo dục giai đoạn 2017-2019.